Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Khi mà mình đi chợ mua khoai lang, mình nên chọn cái củ béo hay là củ gầy, nó sẽ ngon hơn. Hôm nay, Việt Nguyễn chia sẻ cách chọn khoai lang để những củ khoai lang khi mình dùng nó bở xốp rất là ngon, cũng như tránh cái củ khoai lang bị sơ. Và một cái cách hấp khoai lang nó có hương vị của ngày xưa rất là thơm ngon. Nếu cô chú anh chị mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn chọn lựa những củ khoai lang thật là ngon. Ở đây mình có 1,5 kg khoai lang, nó cũng đều là khoai lang Nhật hết nha, nhưng mà có một cái củ to như vậy và một cái củ dài. Cái củ dài và củ to nó có một cái sự khác biệt khi mà mình dùng. Những cái củ khoai lang ở đây mình thấy nó cũng khô rồi, tức là trong cái quá trình người ta vận chuyển á, thì cũng đã mấy ngày rồi. Nếu mà những cái củ khoai lang mà người ta mới đào lên á, thì mình nên phơi 1-2 nắng rồi mình dùng thì nó sẽ ngọt hơn. Giờ mình sẽ đi rửa cái phần khoai này. Khoai lang nó có hai cách để mà mình nấu chín. Một là mình sẽ hấp, hai nữa là mình sẽ nấu trực tiếp với nước. Nhưng mà thường khi á, nếu mà mình hấp á, thì cái khoai nó còn mới, mình hấp nó sẽ bở bung ra, sẽ ngon hơn. Còn nếu mà cái khoai mà mình mua về, mình chưa có dùng hết á, mình để lại á, thì mình sẽ luộc, thì cái khoai nó sẽ ngon hơn là mình hấp. Vì cái khoai mà mình dự trữ á, trong cái quá trình mình dự trữ, cái lượng nước nó sẽ bị mất đi, mà mình đem đi hấp á, thì cái khoai nó sẽ bị khô. Nên cái khoai lang mà mình bảo quản á, mình luộc á, thì nó tăng thêm cái lượng nước vô trong cái củ khoai, thì nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ rửa thêm 1-2 lần nước nữa để cho cái củ khoai nó thật là sạch luôn. Giờ mình sẽ cho một ít nước vô thau, mình sẽ ngâm cái phần khoai. Bước tiếp theo, anh chị em mình sẽ cho vô đây 1 muỗng canh muối. Cái khoai lang hôm nay mình chỉ có hấp thôi, nên mình sẽ cho muối vô mình ngâm cái khoai để cái khoai nó được đậm đà. Khi mình luộc khoai lang hoặc là mình hấp á, mình cần cắt cái phần đầu và cái phần cuối đi, vì hai cái phần này sơ không à, mình có để lại mình dùng nó cũng không có ngon. Khi mà mình đi mua khoai lang á, Việt Nguyễn thấy mình chọn những cái củ to nó mập như vậy nè thì nó sẽ ngon hơn. Còn những cái củ khoai mà nó dài như vậy á, nó ốm mà nó dài như vậy á, thì đa phần là sơ nhiều. Khi mình dùng nó không có bung bở giống như là cái củ khoai to. Việt Nguyễn thấy như vậy nha, để lát nữa cô chú anh chị mình kiểm tra xem có đúng không. Nên cái phần đầu và phần cuối á, mình cũng cắt sâu vô, tại vì sơ nhiều lắm. Mình cắt xong, mình cho vô cái thau nước muối mình ngâm. Khi mình cắt hai cái phần đầu và cuối của cái củ khoai vậy, mình ngâm nước muối, nước muối nó thấm vô cái củ khoai của mình hấp nó cũng ngon nữa. Nếu bình thường mà mình cắt khoai ra mình ngâm nước á, thì mình cho một tí xíu muối thôi. Do cái khoai lang hôm nay Việt Nguyễn hấp nè, nên Việt Nguyễn cho nhiều muối vô để cái nước muối nó rút vô trong cái củ khoai lang. Mà một lát nữa mình cũng không cần cho muối vô, cái khoai của mình nó vẫn đậm đà nha. Khi mình cho khoai vô mình ngâm, mình thấy những cái vết cắt á, mủ nó tôm ra nhiều vậy nè, mình lấy cái ngón tay mình chà. Mình ngâm khoai trong nước muối á, cái vết cắt nó cũng không có bị thâm đen. Và bây giờ mình sẽ ngâm cái khoai lang này trong nước muối 15 phút. Khoai lang ở đây mình ngâm trong nước muối 15 phút rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Lúc đầu Việt Nguyễn cũng có nói á, là mình rửa cái khoai thật là sạch trước đi, rồi mình cắt cái khoai mình mới cho vô mình ngâm. Thì bây giờ mình không cần rửa lại nha. Mình ngâm khoai trong nước muối như vậy, khi mình hấp á, là cái khoai của mình nó đậm đà rồi, mình cũng không cần cho thêm muối vô. Giờ mình sẽ sử dụng một ít lá dứa. Mình sẽ lấy cái phần lá dứa này, mình lót ở bên dưới cái sửng. Mình hấp khoai trong cái lá dứa như vậy, lát cái khoai lang nó thơm bát ngát luôn. Cái củ khoai nào nó to thì mình sẽ cho chính giữa, những cái củ nhỏ thì mình để xung quanh. Vì ở chính giữa cái hơi nước nó bốc lên nhiều á, thì nó sẽ làm cho cái củ khoai to nhanh chín hơn. Cô chú anh chị mình nán lại với Việt Nguyễn xem video một chút nữa nha. Để một lát nữa mình kiểm tra cái củ khoai to béo và cái củ gầy, cái củ nào nó ngon hơn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ hấp cái khoai lang này 25 phút thì khoai nó sẽ chín. Khoai lang ở đây mình hấp được 25 phút rồi. Bây giờ nó cũng đã bung bở ra hết rồi. Nhìn hấp dẫn ghê chưa? Thì nó cũng tùy loại khoai nha. Có khi là mình phải hấp 30 phút. Mình lấy chiếc đũa mình xăm vô, mình thấy nó xiên qua nhẹ tay là khoai nó chín rồi. Cái củ khoai lang nào nó cũng bung nước ra hết,
mình lót cả lá dứa mình hấp á, giờ cái củ khoai á, nó quá chừng là thơm. Mình thường xuyên ăn cái khoai lang này á, nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Dẫu là khoai lang hấp hay là khoai lang luộc gì đi chăng nữa, thì nó cũng là một món ăn tuổi thơ ký ức của biết bao nhiêu người luôn. Trong đó Việt Nguyễn là nhiều nhất luôn á. Ăn khoai lang xuyên suốt, ăn khoai lang trừ cơm xuyên suốt mùa thu luôn. Bây giờ đến lúc mình sẽ kiểm tra xem cái củ khoai lang to béo và cái củ khoai lang gầy nó như thế nào nha. Ở đây mình lấy cái củ khoai to nhất luôn nè. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ bẻ nó ra. Ở bên trong nó bở ra nè, nhìn hấp dẫn ghê chưa. Bây giờ thì đến cái củ khoai lang gầy, nóng quá chừng luôn. Thay vì chờ tí xíu nó nguội rồi bẻ ra, còn nóng quá chừng bẻ ra muốn phỏng tay luôn á. Tách nó ra làm đôi, cô chú anh chị mình xem nha. Cái củ khoai lang gầy mình tách ra, mình thấy bên trong xơ rất là nhiều. Xơ nhiều lắm. Bên trong của cái phần thịt khoai á, xơ rất là nhiều. Khi mình dùng cái khoai xơ nhiều như vậy á, nó cũng không ngon. Còn cái củ khoai to béo á, thì nó không có xơ. Để Việt Nguyễn ăn thử coi sao. Rất là ngọt. Nó bở bùi cái củ khoai rất là ngon. Còn cái củ khoai gầy này, không biết ra làm sao đây. Để thử coi. Bây giờ Việt Nguyễn tách tới cái củ khoai gầy để cô chú anh chị mình xem nha. Bên trong nè, mình tách ra thấy xơ rất là nhiều. Mình ăn vô á, nó loạt xoạt ở trong miệng á, nó không ngon lành dễ trơn á. Không hấp dẫn bằng cái củ khoai to. Nên khi mình đi chợ mua khoai lang, Việt Nguyễn thấy mình nên chọn những cái củ khoai to béo như vậy á, thì khi mình dùng nó không có bị xơ và nó cũng sẽ ngon hơn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách chọn khoai lang to, béo và gầy, loại nào ngon hơn. Đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.